Và tiếp theo sẽ là chuyên mục sống khỏe với những mẹo giảm nhức đầu. Đầu tiên là chúng ta phải tránh nghiến răng. Tức là trừ khi chúng ta đang nhai hoặc là đang ăn cái gì đó, thì khi mà chúng ta đang nghỉ ngơi thì chúng ta nên khép miệng lại, tránh cho hai hàm răng trẹo vào nhau và cứ giữ yên như vậy. Và thêm một mẹo nữa là chúng ta có thể tập thể dục cho miệng bằng cách là mở to khuôn miệng ra giữ nguyên và có thể chuyển động xoay tròn một chút xíu. Để làm cách đó thì chúng ta sẽ có nghe được những tiếng lách tách từ ban đầu, nhưng về sau khi mà tập quen rồi sẽ không có những tiếng lách tách đó nữa, mà tạo cho khuôn mặt của chúng ta có một cái cơ mặt thoải mái và giảm được cái triệu chứng nhức đầu. Và khi mà chúng ta tập thể dục khuôn mặt như vậy thì mặt chúng ta sẽ săn chắc hơn, đúng không nào? Đúng rồi. Và cái mẹo thứ ba đó là chúng ta không nên nhíu lông mày thường xuyên. Thứ nhất là sẽ làm chúng ta già hơn nè. Thứ hai là sẽ làm cho chúng ta đau đầu liên tục. Và khi nhức đầu thì chúng ta cũng có thể áp dụng một cách rất là thông dụng, đó là dùng tay massage những cái chỗ mà gây căng cứng. Và nhờ đó chúng ta có thể xác định được những điểm mà gây lên cái triệu chứng nhất và giúp thư giãn các cơ căng cứng, giảm nhức đầu nhanh chóng. Mẹo vặt cuối cùng đó là chúng ta uống nhiều nước. Trong đa số trường hợp là khi mà chúng ta uống nhiều nước thì giảm nguy cơ đáng kể bị nhức đầu. Bởi vì khi đó thì cơ thể chúng ta thiếu nước thì dẫn tới cái nguy cơ là chúng ta bị nhức đầu. Tuy nhiên cũng không nên uống nước nhiều quá, vì lúc đó sẽ làm giảm chất dinh dưỡng hấp thu vào cơ thể. Chào đón quý vị cùng đến với chuyên mục Món Ngon. Anh Thái nè, cứ mỗi ngày 23 tháng chạp âm lịch đó là nhà nhà người người lại tất bật trong những cái công tác chuẩn bị để tiễn ông Táo về trời. Mà quan trọng đó là chúng ta phải cúng ông Táo về trời vào trưa 23 Tết, đúng không? Đúng rồi, Hà Trinh nghe nói người ta sẽ chuẩn bị một cái con cá chép sống, nhưng mà không biết là với những cái món để chuẩn bị trong ngày đó thì phải làm như thế nào nữa. Và quan trọng là chúng ta phải mua đầy đủ cho mâm cúng ông Táo vào dịp 23 Tết. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng đi chợ để xem chúng ta phải mua những gì nhé.